xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh đã có mặt tham dự lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép Hà Giang trân trọng kính chuyển tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi con người, ta có thể đi qua và dừng chân lại ở rất nhiều nơi. Có những miền đất chúng ta đi qua để rồi một lúc nào đó mới chợt làm ta nhớ đến. Nhưng cũng có những nơi khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn để rồi luôn khiến chúng ta nhớ về với một niềm tri ân sâu sắc. Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, từ mái trường này đã có biết bao thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh lớn lên từ đây, trưởng thành từ đây, để cũng từ đây bay xa khắp muôn phương trời. Nơi đây ghi dấu biết bao kỷ niệm, là hồi ức không thể nào quên của các thế hệ thầy và trò. Kính thưa toàn thể quý vị, 20 năm đã qua, nối tiếp thành tựu, vững vàng niềm tin, các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh nguyện đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm trong hành trình kết nối tri thức, kiến tạo tương lai. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức chương trình nghệ thuật 20 năm hành trình xây những ước mơ, chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo nội dung, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh tổ chức thực hiện Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Biên đạo, giàn dựng, Ngọc Sơn, Lâm Oanh, Trà My, hòa âm phối khí, nhạc sĩ Nguyễn Hải. Chương trình sử dụng các ca khúc Bình Minh, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hải. Nghệ giáo Tôi yêu, sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tú. Tôi yêu cuộc đời, sống như những đóa hoa, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Tạ Còn Thắng. Ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và khúc ca Sinh viên Kinh tế, một sáng tác thầy giáo tiến sĩ Lê Thống Nhất, dành tặng riêng cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Chương trình do tập thể, giảng viên, sinh viên của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh biểu diễn. Ngay sau đây, xin phép được bắt đầu. Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên. Những con đường chúng ta đi qua, có nơi mây mù giăng kín lối, có nơi mưa tuôn nước lũ, có nơi đất hằn lên sỏi đá. Nhưng không thể làm tắt đi ngọn lửa của tình yêu, niềm tin, ước mơ và khát vọng trong mỗi trái tim. Bình minh khởi đầu cho hành trình hướng về ánh dương. Thời gian vững đôi chân trên mọi nẻo đường, từ cao nguyên xanh đến nơi đồng bằng, đôi tay thầm lặng cùng trái tim. Lòng ta ngập tràn bao khát vọng, mong rằng xây tương lai sáng tươi. Dù là đôi cánh không mỏi, mang khát khao trên con đường ta đi tới. Chan khắp muôn nơi, tình yêu cháy giữa thanh xuân rạng ngời. Từ trái tim ta cất lời, và ta sẽ thấy tương lai tuyệt vời là khát khao của bao người. Cùng nhau ta sắp sáng lên bình minh quê hương. Loài hoa của ánh sáng mặt trời. Dẫu phía trước còn nhiều trông gai thử thách, hãy luôn kiên
mạnh mẽ, tin tưởng và hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Khát vọng và sự lạc quan ấy sẽ soi sáng dẫn lối ta đến những vùng trời rực rỡ sắc màu. Mang cả những đam mê vượt thời gian, vững đôi chân trên mỗi nẻo đường. Từ cao nguyên xanh đến nơi đồng bằng, đôi tay thầm lặng cùng trái tim. Lòng ta ngập tràn bao khát vọng, mong rực dậy tương lai sáng tươi. Xin là đôi cánh không mỏi, mang khát khao trên con đường ta đi tới. Và bình minh sẽ đến cho ta nụ cười, hạnh phúc tràn khắp muôn nơi. Tình yêu cháy giữa thanh xuân rạng ngời, từ trái tim ta cất lời. Và ta sẽ thấy tương lai tuyệt vời, là khát khao của bao người. Cùng nhau ta thắp sáng lên. Tràn không gian là cơn gió mang phấn hoa đến miền đất lạ, để rừng hoa thay nhau khoe sắc giữa trời, khoe sắc với người ta mới thấy cuộc đời đẹp biết bao. Và bình minh sẽ đến cho ta nụ cười, hạnh phúc tràn khắp muôn nơi. Tình yêu cháy giữa thanh xuân rạng ngời, từ trái tim ta cất lời. Và ta sẽ thấy tương lai tuyệt vời, là khát khao của bao người. Cùng nhau ta thắp sáng lên bình minh quê hương. Thắp sáng lên bình minh quê hương. Tôi ươm những mầm xanh, cho đời bao trái ngọt, cho đời bao yêu thương. Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Nghề giáo cứ như thế mang trong mình những trọng trách lớn dần theo năm tháng. Những người thầy cô giáo là những cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương, dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Có một nghề bụi vẫn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trăng sáng. Giọt mồ hôi rơi nhòe trăng xây, đó là nghề. Về rộn ràng tiếng ve ngân, như
có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhân. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề làm thầm những đêm thâu bên đèn khuya miệt mài trăng sáng, giọt mồ hôi rơi nhòe trăng giấy. Đó là nghề. Tuyệt vời nhất để con sóng sẽ mang yêu thương đi khắp nơi đến con tim mỗi người. Dẫu trong gai, dẫu khó khăn, tôi vẫn hát khúc ca yêu cuộc đời như đóa hướng dương đang rạng người ngập tràn sức sống. Trời hồng ngắm mây trôi xa bềnh bồng sau một đêm bão giông. Âu lo trong những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa khẽ tan vào nắng mai. Thấp thoáng những cánh hoa tưởng chừng khô héo hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Mỗi chúng ta là một đóa hoa tiếp nhận ánh nắng tinh khôi nhất của trời đất cùng với mưa sương ấm áp, bùng nở theo cách riêng của mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu. Sống như những đóa hoa, tô điểm cho đời những sắc màu riêng biệt. Sống như những đóa hoa, lặng lẽ tạc trao những điều tinh khiết nhất. Sống như những đóa hoa, phụng sự, cống hiến và hy sinh. Sống như những đóa hoa. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa
rằng gian khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng. Trình 20 năm qua đầy ắp những ước mơ được tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ, cộng hưởng thành khát vọng, thôi thúc cho quyết tâm hành động của mỗi chúng ta. Khát vọng trong hành trình tri thức, khát vọng kiến tạo tương lai, khát vọng bồi tụ những giá trị vì cộng đồng, khát vọng hiện thực hóa ước mơ lớn của dân tộc cùng bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp như ngàn sao thắp sáng bóng đêm, thứ ánh sáng ấy lan đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Cuộc sống dẫu có lúc gập ghềnh, từng bước hiên ngang giữa muôn khó khăn, sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tuổi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới, mang trí thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng, ngàn ước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười, ngàn ước mơ Việt Nam bao la tình người, ngàn ước mơ Việt Nam yêu thương sông sẻ chia. Hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình, tỏa sáng như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời, hạnh phúc sẽ cho dâng khi ta chắp cánh cho ngàn ước mơ Việt gập ghềnh, từng bước hiên ngang giữa muôn khó khăn, sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tuổi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới, mang trí thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam bao la tình người, ngàn ước mơ Việt Nam yêu thương sông sẻ chia, hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình, tỏa sáng như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời, hạnh phúc sẽ trao dâng khi ta chắp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Khi ta cháy hết mình, tỏa sáng như ngày mai xây nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời, hạnh phúc sẽ trao dâng khi ta chắp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Lòng biết ơn cuộc sống.
yêu cùng hát vang bạn ơi. Hiểu sao thầy cô đã nâng cánh cho ta, khám phá mở ra biết bao chân trời mới. Yêu tuổi thanh xuân đang cùng nhau đi tới, khắc mãi trong tim sẽ không thể nào quên. Trường Kinh tế Đại học Vinh, trong nghề chúng ta là bao nhiêu con số, có những ngày dài với thao thức thâu đêm, từng vì sao khuya còn sáng gió bên thềm. Ta từng ngày yêu thêm nghề chúng ta bạn ơi. Quê hương đổi thay đã mong ước bao đời, những bến bờ vui biết bao công trình mới đang chờ đợi ta với niềm tin đi tới. Lớp lớp sinh viên mãi không thể nào quên Trường Kinh tế Đại học Vinh. Đối viết thành tựu, vững vàng niềm tin, vượt qua những thách thức của thời đại mới, tuổi trẻ Trường Kinh tế hôm nay như những cánh chim không mỏi đang miệt mài sáng tạo, không ngừng học tập, thắp lửa đam mê khởi nghiệp với những giá trị truyền thống tốt đẹp đang được trao truyền và phát huy với tinh thần xung kích tình nguyện, với tâm thế dấn thân cống hiến để được rèn luyện, để được trưởng thành, xây dựng nhà trường quê hương ngày càng phát triển. Bao ngày ước mơ là sinh viên kinh tế, quyết chí luyện rèn với khao khát vươn xa. Dạng người bên ta bao ánh mắt nụ cười, trên giảng đường thân yêu cùng hát vang bạn ơi. Yêu sao thầy cô đã nâng cánh cho ta, khám phá mở ra biết bao chân trời mới. Yêu tuổi thanh xuân đang cùng nhau đi tới, khắc mãi trong tim sẽ không thể nào quên Trường Kinh tế Đại học Vinh. Trong nghề chúng ta là bao nhiêu con số, có những ngày dài với thao thức thâu đêm, từng vì sao khuya còn sáng gió bên thềm. Ta từng ngày yêu thêm nghề chúng ta bạn ơi. Quê hương đổi thay mới đang chờ đợi ta với niềm tin đi tới. Lớp lớp sinh viên mãi không thể nào quên Trường Kinh tế Đại học Vinh. Yêu sao thầy cô đã nâng cánh cho ta, khám phá mở ra biết bao chân trời mới. Yêu tuổi thanh xuân đang cùng nhau đi tới, khắc mãi trong tim sẽ không thể nào quên Trường Kinh tế Đại học Vinh.
lần nữa kính đề nghị các vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô giáo và tất cả thế hệ sinh viên, học viên, từ kiến trúc sinh của nhà trường, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn xin được chân thành cảm ơn các tiết mục văn nghệ trong chương trình kỷ niệm hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phó giáo sư tiến sĩ Thái Thị Kim Oanh, ủy viên bí thư đảng bộ bộ phận hiệu trưởng trường kinh tế sẽ lên tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Thái Thị Kim Oanh.